Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em có mặt tại Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh để đi lắp đặt một combo âm thanh cho bác chủ ở đây. Bác chủ thì cũng xem kênh bên em khá lâu rồi và lựa chọn thì phân vân giữa rất là nhiều những phương án. Cuối cùng thì là chốt là phương án setup một bộ combo karaoke, sự kết hợp giữa JBL và DBL Optic. Đấy. Ở đây là con JBL KP6012 các bác nhé. Đây là diện tích phòng của bác này. Và tủ máy thì em sẽ lắp đồng bộ của DBL Optic luôn. Người ta hát siêu vui để người
cho tình ta đã đây trên này là to nhạc, dưới này là nhỏ nhạc.
bên trái là nhỏ mic, bên phải là to mic. Thì chú vừa dùng điều khiển không dùng một mic, chú chỉ dùng ca nhạc cái nhỏ thôi, ca nhạc cái to nhỏ nhạc thôi. Đấy dùng đây, trên đây là to, đúng rồi, trên đây là bé, đúng rồi. Thế thì dùng chú bấm thử đi, chú bấm thử đi, thôi chú bấm thử đi, cứ thử đi chú. Để chú cho to nhạc lên nào, xem nào. Đây chỉ vào đây bấm giữ được. Các bác xem clip nha, hẹn các bác ở clip lắp đặt tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bác.